Đây, hôm nay mình giới thiệu em nhé, cách khắc phục cái lỗi trong Corel X7. Đây, còn máy này của mình thì nó được rồi nên là nó không ấy nữa. Thông thường mà các bạn hay bị gặp cái lỗi như này này, mình đánh kích thước 100 thì thông số trên này nó sẽ nhảy thành 1000, nhưng nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cái khung này, cái khung 100 này của mình nó vẫn giữ nguyên cái khung đấy, nhưng nó chỉ hiển thị cái số trên này nó là 1000, đơn vị nó là 1000, nên rất tức mắt. Được, con này của mình được rồi nên là nó không ấy lần nữa, mày mò suốt sáng giờ đấy. Rồi thì anh em vào cái này nhá, anh em vào con chụp panel này, anh em vào mục này cho mình nhá. Rồi anh em kích vào đấy. Trong cái mục này anh em như vào đây. Rồi thì nó có hai dòng, dòng này này anh em nháy đây. Nếu trên này nó đang là dấu phẩy nhé, anh em mà định nó thành dấu chấm. Rồi xuống dòng thứ hai này. Rồi nó đang thành dấu chấm thì anh em chuyển thành dấu phẩy nhé, có nghĩa là sẽ đảo ngược nó đi. Và dòng này tiếp theo cũng tương tự như vậy, anh em nhìn cái chữ symbol này đây, cũng đảo giống như vậy cho mình nhé. Rồi đảo hết như vậy, còn các số này thì anh em cứ để yên cho mình, đừng có động gì vào đây nhé. Bên này không cần chỉnh này, này không cần chỉnh này, duy nhất dòng đầu tiên phẩy thì thành chấm, chấm thì thành phẩy, anh em cứ đảo ngược lại vậy. Đảo hai dòng này thôi, số này để yên, số này giữ nguyên thông số như này nhé, nó 0.7 rồi 7 đấy, được này. Cái này giữ nguyên nha, lưu ý có cái chỗ này nếu như trường hợp mà không được thì ta xuống hành QS này nhé. Hai dòng này có thể thay đổi nhau được đấy, số này giữ nguyên, như là giữ nguyên. Rồi anh em ấn lên này, xong anh em thoát hết chương trình ra, anh em khởi động lại máy nhá là được nhá, khởi động lại máy tính nhá, bật lại Corel là được nhá. Ok, chúc tất cả anh em làm được.